tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: anh em đừng xao xuyến, hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy. Trong nhà Cha Thầy có nhiều chỗ ở, nếu không Thầy đã nói với anh em rồi. Vì Thầy đi dọn chỗ cho anh em, và nếu Thầy đi dọn chỗ cho anh em thì Thầy lại đến và đem anh em về với Thầy. Để Thầy ở đâu anh em cũng ở đó, và Thầy đi đâu anh em biết đường rồi. Ông Tô-ma nói với Đức Giê-xu: thưa Thầy, chúng con không biết Thầy đi đâu, làm sao chúng con biết được đường? Đức Giê-xu đáp: chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. Không ai có thể đến với Chúa Cha mà không qua Thầy. Nếu anh em biết Thầy, anh em cũng biết Cha Thầy. Ngay từ bây giờ, anh em biết Người và đã thấy Người. Ông Phi-líp-pê nói: thưa Thầy, xin tỏ cho chúng con thấy Chúa Cha, như thế là chúng con mãn nguyện. Đức Giê-xu trả lời: Thầy ở với anh em bấy lâu, thế mà anh Phi-líp-pê, anh chưa biết Thầy ư? Ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha, sao anh lại nói: xin tỏ cho chúng con thấy Chúa Cha? Anh không tin rằng Thầy ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong Thầy sao? Các lời Thầy nói với anh em, Thầy không tự mình nói ra, nhưng Chúa Cha đấng luôn ở trong Thầy, chính Người làm những việc của mình. Anh em hãy tin Thầy, Thầy ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong Thầy. Bằng không thì hãy tin những việc Thầy làm. Thật, Thầy bảo thật anh em, ai tin vào Thầy thì người đó cũng sẽ làm những việc Thầy làm. Người đó còn làm những việc lớn hơn nữa, bởi vì Thầy đến cùng Chúa Cha. Đó là lời Chúa. Trước tiên xin kính chào tất cả quý ông bà và anh chị em. Trưa nay chia sẻ với quý vị trong huynh đoàn, mới đọc trên mạng một bài rất nóng. Trưa nay chia sẻ với quý vị trong huynh đoàn, mới đọc trên mạng một bài rất nóng, đó là con số 40. Chắc hẳn cộng đoàn chúng ta còn nhớ, cũng vào ngày thứ Bảy, ngày 28 tháng 3, thánh lễ. Không dám nói là thánh lễ sau cùng, nhưng thánh lễ đó bắt đầu chúng ta chuyển sang một giai đoạn khác. Và đến ngày hôm nay thì cộng đoàn không chỉ Hoàng Xá mà cả nước Việt Nam chúng ta cùng nhau quây quần để dâng thánh lễ với nhau, tạ ơn Thiên Chúa. Giờ đây chúng ta vỗ một tràng pháo tay để tạ ơn Thiên Chúa về việc này mới là quan trọng nhất. Kính thưa cộng đoàn, để tổ chức một thánh lễ ngoài trời, ngoài việc giúp cho cộng đoàn mát mẻ, thế nhưng để tổ chức mọi việc chuẩn bị rất khó khăn. Từ âm thanh, ánh sáng và mọi việc khác nhau phải do những sự hy sinh lao nhọc của tất cả các anh em, quý vị trong hội đồng mục vụ giáo xứ, cũng như tất cả các ban ngành khác liên quan, vất vả rất nhiều mới được như bây giờ. Thế nhưng tại sao lại vất vả như vậy mà chúng ta vẫn ngồi đây để cùng nhau dâng thánh lễ, tạ ơn Thiên Chúa, kính Đức Trinh Nữ Maria, cũng như kính Thánh Giuse, người thu xe thờ ở ngoài trời như hôm nay. Hôm nay muốn thánh lễ ở ngoài trời để mời cộng đoàn dừng lại ở trước cửa nhà thờ, chúng ta nhìn vào ngôi nhà thờ. Đã 40 ngày kể từ ngày kêu gọi cộng đoàn ngừng, hay tạm ngừng, hay còn gọi là chuyển sang việc phục vụ khác. Tức là
bình thường chúng ta cùng nhau cử hành phục vụ, quây quần hiện diện bên bản thánh. Thế nhưng trong những ngày đại dịch vừa qua, chúng ta chuyển từ việc hiện diện cùng nhau bên bản thánh qua những màn ảnh nhỏ nơi đời sống gia đình. Điều đó cũng giúp ích cho mỗi người chúng ta rất nhiều. Chúng ta thường nghe lời linh mục mời gọi chúng ta khi ra về: anh chị em đi bình an. Đi bình an có nghĩa là chúng ta mang bình an của Chúa từ ngôi nhà thờ về với gia đình, về với đời sống của mỗi người chúng ta. Thánh lễ chúng ta không thể cử hành chung với nhau trong ngôi thánh đường, thì giờ đây trong thời đại dịch, chúng ta lại cùng với nhau từ cha mẹ, con cái, quây quần bên nhau, mặc dù trên chiếc mình ảnh nhỏ, nhưng nói nên một gia đình đoàn kết yêu thương, chiêm ngắm một Thiên Chúa đang hiện diện ở trên trái đất này mà mình hướng đến. Vâng, kính thưa cộng đoàn, nói đến thánh lễ trên màn hình thì có rất nhiều ý kiến khác nhau. Rồi hôm nay cũng thầy vậy, sau khi thống nhất của toàn giáo hội Việt Nam thì các giáo phận đều công bố từ ngày hôm qua hôm nay rất nhiều về việc bắt đầu các sinh hoạt tôn giáo được trở lại như xưa. Nhưng nếu hiểu các sinh hoạt tôn giáo thì rất chung chung. Nếu hiểu các sinh hoạt tôn giáo về phục vụ mà ngừng thì cũng không phải, mà chúng ta chuyển từ việc cùng nhau tham dự trong một cộng đoàn sang tham dự nơi gia đình. Vâng, như lời mời gọi với mỗi người chúng ta, gia đình là một nền tảng để chúng ta biết quây quần, biết chia sẻ cho nhau. Gia đình cũng là nơi đầu tiên cha mẹ giáo dục con cái, để rồi nhờ đó mà trở thành một trường học giáo dục đức tin cho mỗi người chúng ta. Chắc hẳn khi còn nhỏ, ai trong mỗi người chúng ta đây đều được cha mẹ dạy những câu đầu tiên gọi về Chúa, gọi về mẹ, rồi mời gọi chúng ta biết làm dấu để tuyên xưng danh thánh của Chúa trên thân hình chúng ta. Và rồi dần dần đức tin được lớn mạnh từ gia đình. Thì hôm nay trong thời đại dịch, mỗi gia đình chúng ta lại quây quần nhìn lên chiếc màn ảnh nhỏ để cùng với một cộng đoàn theo dõi hay tham dự thánh lễ. Vâng, kính thưa cộng đoàn, thánh lễ từ nhà thờ kéo dài tới từng gia đình. Từ nhà thờ là một thánh lễ Chúa hiện diện một cách thực thụ, một cách hữu hiệu đầy đủ nơi bản thánh mà chúng ta thấy hàng ngày chúng ta tham dự. Thánh lễ tại gia đình là những khổ đau, là những hy sinh mà cha mẹ cùng nhau, cùng con cái cầu nguyện để vượt qua được những khó khăn đó. Cũng có người đưa ra ý kiến: tại sao trong mỗi gia đình khi chúng ta tham dự thánh lễ trước màn ảnh nhỏ, mình để một ít bánh, để một chút rượu, thì mỗi gia đình có phải trước lễ ở đó có hữu hiệu được không? Kính thưa cộng đoàn, phục vụ không được như vậy. Mà phục vụ đòi hỏi mỗi người chúng ta, cũng như khi tham dự phục vụ, phải tham dự đầy đủ, tích cực, hiện diện trước vị chủ tế cùng cộng đoàn. Thế nên, khi chúng ta tham dự ở gia đình, là nói nên bầu nhiệm hiệp thông gia đình chúng ta với toàn thể giáo hội. Vâng, hôm nay chúng ta cũng biết bao nhiêu, cùng với bao nhiêu gia đình lại được quây quần bên cung thánh đường trước cửa nhà thờ đây. Nói đến ngôi thánh đường, hơn 40 ngày qua chúng ta không được tham dự thánh lễ nơi đây. Hôm nay chúng ta cùng nhau quây quần chiêm ngắm lại ngôi thánh đường, là một ngôi nhà thờ đang chờ đợi chúng ta bao nhiêu ngày qua. Thì hôm nay chúng ta lại quây quần bên ngôi thánh đường này để cùng nhau tạ ơn Thiên Chúa. Vâng, kính thưa cộng đoàn, mỗi người mỗi việc khác nhau, mỗi người mỗi hình ảnh khác nhau gắn liền với tuổi đời của mình, hay còn gọi là gắn liền với
ngôi thánh đường thân quen của từng người chúng ta đây. Chắc hẳn thời xưa kia, đường xá chưa có phương tiện hiện đại như ngày hôm nay. Mỗi khi đi đâu xa bằng chiếc xe đạp, chúng ta chỉ ngóng ngóng làm sao nhìn thấy tháp chuông của giáo xứ chúng ta để hướng về đó, để rồi cố gắng hết sức đạp những vòng quay thật dịu hiền, thật cố gắng, đôi khi vượt sức, để rồi nhìn lên rằng đây là gần nhà chúng ta hơn cả. Chính hình ảnh đó đi vào thân quen với từng người chúng ta ngày hôm nay. Cũng vậy, quý cộng đoàn còn đang hiện diện tại đây hạnh phúc biết bao. Và rồi biết bao nhiêu con em của chúng ta làm ăn thành phố, ở đây này, nơi khác hay nước ngoài, cũng qua truyền thông, họ cũng nhìn thấy những hình ảnh thân thương của những người bà con thân thuộc của mình đang quây quần trên quê hương của mình bên cạnh ngôi thánh đường thân yêu. Điều đó nói lên cho chúng ta thấy Thiên Chúa là một ngôi thánh đường đang chờ đợi chúng ta. Bài tin mừng hôm nay diễn tả, Chúa kể cho chúng ta thấy Ngài là một con đường, là sự thật và là sự sống. Rồi Tô-me nói, thưa Thầy, xin cho chúng con biết Thầy đi đâu để chúng con biết được đường đi. Thì Chúa chỉ cho Tô-me thấy chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. Vâng, con đường từ gia đình đến ngôi thánh đường hàng ngày hôm nay trở lại với mỗi người chúng ta. Tức là những khó khăn hàng ngày cuộc đời chúng ta từ gia đình, hôm nay chúng ta lại dâng cho Chúa tại ngôi thánh đường thân yêu này, để dâng lên Chúa tất cả những hy sinh lao nhọc cuộc đời của mỗi người chúng ta trải qua những năm tháng qua trong đời sống gia đình. Và như vậy chúng ta kết hợp với tình yêu Thiên Chúa, lời hiến tế của thánh lễ chúng ta dâng hôm nay, dâng lên Thiên Chúa những khổ đau đó, thì những hy sinh của gia đình chúng ta sẽ được Chúa thương chúc lành. Hôm nay còn một ý nghĩa quan trọng nữa, đó là chúng ta bước vào đầu tháng hoa. Đáng nhẽ ngày mùng 1 tháng 5 bắt đầu đầu tháng hoa cũng là ngày giáo hội mừng kính Thánh Giuse Thợ. Thánh Giuse lao động thì được gọi là Thánh Giuse Thợ. Cuộc đời chúng ta cũng lao động, được gọi là cuộc đời hy sinh lao nhọc. Vâng, sự hy sinh lao nhọc khởi đầu của Thánh Giuse quả đầu tháng hoa nói lên cho chúng ta thấy sự liên kết trong đời sống gia đình giữa Thánh Giuse và mẹ Maria. Hôm nay anh em trong ban kèn đồng, không biết hiểu từ lý do gì, thời xa xưa các cụ đã nhận Ngài làm quan thầy cho anh em trong hội. Thế nhưng cũng nhắc nhở không chỉ cho hội kèn đồng, mà cho quý ông, quý bà, cũng như tất cả những ai đang lao nhọc trong đời sống gia đình hôm nay, nhìn về gương Thánh Giuse. Chắc hẳn ngoài việc phụng vụ Chúa qua tiếng kèn của mình, thì những người cha ông chúng ta nhận Thánh Giuse trước kia cũng nhắc nhở cho mình rằng, ngoài việc ca tụng Thiên Chúa bằng tiếng nhạc, thì mình còn phải ca tụng Thiên Chúa bằng chính đời sống lao động của mỗi người chúng ta. Vâng, người xưa có nói, lao động là vinh quang. Thế nhưng vinh quang đó phải đạt được hạnh phúc vĩnh mãn trong đời sống con người, đó mới là vinh quang. Chứ không phải vinh quang dừng lại trong cuộc đời chúng ta hôm nay. Bởi vì chúng ta thấy cuộc sống hôm nay, dù bạn giàu, bạn nghèo, bạn khó khăn, thì bạn cũng có thể sống chỉ được một thời gian trên dương gian này thôi, một ngày kia bạn cũng sẽ chết. Vậy thì đời sống hôm nay kết hợp sự lao động với đời sống cầu nguyện giúp ích cho từng người chúng ta đến với Chúa. Và con đường từ gia đình cũng là con đường Chúa đang vẽ cho chúng ta đi đến với thánh đường để đạt tới nước trời. Và cũng từ con đường từ nhà thờ vẫn chúng ta đi về cuộc sống, từ những hoàn cảnh khó khăn, những mối lao nhọc trong đời sống, cho mỗi người chúng ta thấy chúng ta phải mang Chúa đến với anh chị em của mình. Vậy đầu tháng hoa cũng là đầu tháng kính Đức Mẹ, mời gọi cho mỗi người chúng ta
hôm nay đã dâng lên mẹ một đóa hoa tươi. Thì chúng ta hãy dâng lên mẹ một đóa hoa, đó là những hy sinh lao nhọc của từng ngày, của từng người chúng ta trong đời sống của chúng ta hôm nay. Bởi vì chính những lao nhọc đó, chúng ta kết hợp với những hy sinh đó, qua những lời cầu nguyện đó, đó mới là những đóa hoa đẹp lòng Chúa. Và chắc hẳn đóa hoa đó dâng lên qua mẹ, mẹ sẽ cầu bầu cùng Chúa cho từng người con của giáo xứ Hoàng Xá chúng ta đây. Chúng ta xin với Chúa qua lời truyền cầu của mẹ Maria, của Thánh Giuse thở, giúp ích cho từng người, từng gia đình chúng ta, để làm sao vượt qua được những khó khăn trong cuộc sống này, để mai ngày chúng ta hân hoan mừng mẹ, mừng Chúa cùng với Thánh Giuse trên nước trời. Amen. Kính mời cộng đoàn chúng ta đứng để cùng tuyên xưng đức tin.